Thi Nguyễn nhờ hỏi cho một người bạn là: thưa thầy, có luân hồi thật sự trong Phật giáo không, hay vấn đề này bị nhầm lẫn với Bà La Môn giáo và một số tín ngưỡng Tây phương? Vì từ luân hồi Hán Việt và tiếng Tây viết là reincarnation, chỉ sự lặp lại về đơn vị gốc, ví dụ người nghèo, giàu, hèn, sang, vân vân, cứ thế trở lại nguyên gốc. Tiếng Pali viết là samsara, lang thang, trôi nổi. Nếu ta dùng bật lửa đốt cháy một ngọn nến thì các duyên điều kiện tạo lửa từ bật lửa sẽ gồm đá đánh lửa, hộp nhựa đựng khí ga, ống thông nhau dẫn ga, bánh xe tạo lực ma sát vào đá lửa, vô số phân tử hóa học trong khí ga, môi trường xung quanh, vân vân. Trong khi các duyên bắt lửa của ngọn nến chỉ có hai yếu tố cơ bản gồm thân đèn làm bằng sáp và tâm làm bằng bông, vân vân, vậy ngọn lửa từ bật lửa có quan hệ gì với ngọn lửa của cây nến? Vậy luân hồi không phải sự trở lui nguyên bản mà là sự lang thang trôi lăn và chìm nổi vì tham sân si, không biết tạm ý, để rồi chúng sinh cứ mãi bị cái vòng xoay đó làm cho đau khổ. Dạ hết ạ. Thầy có nói là cái nhầm lẫn ở giữa cái luân hồi với là tái sinh. Tái sinh là khác mà luân hồi là khác. Tái sinh là cái sự vận hành tự nhiên của tất cả các pháp. Pháp mà pháp tướng, tất cả các pháp tướng, tất cả các pháp hữu vi. Cái gì mà có duyên sinh thì cái đó đều có là sinh và diệt. Thành ra nó có cái sinh tự luân hồi là khác. Đó, mà sinh tự tái sinh là khác, hai cái đó Phật khác nhau. Khác nhau hoàn toàn là đó, chứ không phải là khác nhau mà sơ sơ. khác nhau hoàn toàn á. Nhưng mà bây giờ đó là đa phần người ta hiểu nhầm lẫn hai cái đó thành một. Cái tái sinh hiểu theo nghĩa mà khoa học á, ví dụ như là cái luật bảo toàn năng lượng chẳng hạn, thì không có cái gì mất hết, cái gì cũng tái sinh hết, không có cái gì mất hết. Thí dụ như cái ổi nó chết đi thì nó là trả là về lại với đất nước rồi này nọ thôi, cho nó đâu có. Rồi cái đất nước đó là nó lại vận hành tiếp tục, nó cứ vậy thôi. Cái này cái mà tái sinh đó là ví dụ như là giờ trời nắng, cái nước mà bốc hơi lên nó rồi thành mây, thành mây rồi gặp lành thành mưa rồi xuống rồi nó đi khắp nơi, có khi vào trong trong cây cối, có khi vào trong trong bụng người ta, có khi vào chỗ này chỗ kia chỗ thứ, nhưng mà nó vẫn là có một cái tái sinh của nó. Đó, thì là vạn vật đều có cái sự sinh diệt mà tái sinh. Cũng giống như trong dịch lý đó thì là khi mà đã có âm dương rồi tứ tượng bát quái, thành ra là vô số hiện tượng trong cuộc đời sống đó, thì luôn luôn là nó đi từ âm qua dương, từ bị qua thái, nó cứ đi vòng 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 hoài vậy thôi đó. Thì cái đó đó, cái tái sinh đó đó là cái tái sinh, là sự vận hành tự nhiên của tất cả các pháp hữu vi vậy thôi. Các pháp là nói cho dễ hiểu là các pháp hiện tướng, hiện tượng, các hiện tượng hay là các sự tướng đó, nó là vậy thôi. Thì cái chuyện này không có ai mà chấm dứt tái sinh được cả, không có ai có quyền gì mà chấm dứt tái sinh được cả, bởi vì cái tái sinh đó là cái chuyện cái sự vận hành của tất cả các pháp tướng. Cái chữ chấm dứt mà tái sinh ở đây là nó mang cái tính chất tâm lý.
Cho nên á, là cái mà Đức Phật Ngài nói về cái luân hồi sinh tử là nói về mặt tâm lý, chứ không phải nói về cái tái sinh đó. Rồi mình cứ đem cái thập nhị nhân duyên á, thập nhị nhân duyên là để nói lên cái khi mà mình ngồi đây, mà hễ mà mình vô minh thì nó sinh ái dục. Sinh ái dục cho nên nó sinh ái thụ hữu, ái thụ hữu cho nên nó cái tâm nó sinh rồi nó tử. Đó, thì cái tâm mà sinh tử rồi nó lại rồi lát nữa rồi nó sinh lên lại rồi nó tự nữa, rồi lát nữa nó sinh lên lại rồi nó tự nữa, cho nên nó là gọi là sinh tử luân hồi. Đó là sinh tử luân hồi đó, cái nãy bữa trước thầy đã nói rồi đó. Bây giờ mình ngồi đây á, là nhiều khi trong 5 phút á, là sinh tử luân hồi là mấy ngàn lần rồi đó. Bởi vì một cái tiến trình tâm á, là nó có 17 sát na, tiến trình tâm mà bên ngoài dài dài đó, tiến trình dài nhất là 17 sát na. Mà bây giờ trong 5 phút là biết bao nhiêu, hàng triệu, hàng tỷ tỷ là tiến trình tâm đó. Thì luân hồi sinh tử là vậy đó. Cho nên đó, mình mới có thể chấm dứt luân hồi sinh tử đó. Chấm dứt luân hồi sinh tử. Ví dụ như Đức Phật Ngài nói là Ngài khi Ngài đắc đạo quả thì Ngài chấm dứt luân hồi sinh tử. Nhưng mà Ngài cũng già cũng chết vậy. Thì cái già chết đó là khác, cái đó là cái truyền vận hình của Pháp, của các Pháp tướng. Còn Ngài thì không còn luân hồi sinh tử nữa, chấm dứt luân hồi sinh tử ngay đó rồi. À, tức là bây giờ khi Ngài ngồi đâu Niết Bàn hết trơn, Ngài ngồi đâu tâm Ngài cũng hoàn toàn là thanh tịnh, tịch tịnh, vắng lặng. Ngay khi mà cái nàng Chính Cha mà tới vu khống Ngài đó, thì Ngài tâm Ngài vẫn tịch tịnh. Đó, trong bài kinh đó, bài kinh Bơ Húng đó, thì Ngài tâm Ngài vẫn tịch tịnh, tức là Ngài vẫn Niết Bàn. Niết Bàn là sao? Là không có sinh, không luân hồi sinh tử. Tức là bà Chính Cha là bà nói gì ra Ngài cũng có luân hồi sinh tử. Còn mà gặp mình đó là mình luôn ngồi sinh tử không biết bao nhiêu lần á. Bà nói cái là mình cũng chửi lại chứ. Mình cũng khởi lên không biết bao nhiêu lần luôn ngồi sinh tử với cái bà đó. Đó, đó luôn ngồi sinh tử là như vậy. Thế còn á, thầy nói là bây giờ á, cả hai trường hợp mà nói là không luân hồi sinh tử tức là không tái sinh á, thì hoàn toàn vô lý. Thứ nhất, nếu người đó chưa giác ngộ giải thoát mà muốn không tái sinh thì lấy gì mà học tiếp để mà giác ngộ. Đó, bây giờ là mình đang vô minh ái dục vậy đó mà mình muốn là không tái sinh nữa thì không tái sinh làm sao kiếp sau mà học tiếp. Thành thật tái sinh là vô cùng cần thiết để mà học bài học giác ngộ trong cuộc đời này. À, cũng như cây cối hay là bất kỳ cái gì đó cũng là tái sinh là vô cùng cần thiết, nếu không thì nó sẽ chết hết trơn, không còn gì hết. Mọi thứ đều chết đứng hết chứ không còn cái thứ gì hết. Thứ gì cũng cần tái sinh hết trơn. Còn người mình cũng rất cần tái sinh. Nếu mình không tái sinh làm sao mà hoàn thành cái sự giác ngộ giải thoát được. Còn bây giờ nếu mình giác ngộ giải thoát rồi thì tái sinh càng nhiều là càng tốt. Bởi vì tái sinh ra thì càng lợi ích. Đã giác ngộ rồi thì tái sinh càng nhiều thì càng lợi ích cho chúng sanh, chứ tại sao lại không tái sinh. Thành ra là chấm dứt tái sinh là một chuyện vô lý. Chấm dứt luân hồi sinh tử thì đúng, nhưng mà chấm dứt tái sinh là sai. À, bởi vì chưa giác ngộ thì cần tái sinh để giác ngộ, còn giác ngộ rồi thì cần tái sinh để mà khai thị cho chúng sanh. Vậy thì tại sao mà lại chấm dứt để đi làm gì? Tu bao nhiêu tăng kỳ kiếp vô lượng thế rồi tới cái bây ngàn đó cái hết. Mà Đức Phật Ngài đã nói rồi, Ngài nói hết là sai. Nói còn là sai. Nói vừa còn vừa hết là sai, nói không còn không hết cũng sai. Tại vì sao? Bởi vì cái chuyện mà hết với còn đó là nó vẫn vào sinh, vẫn theo quan niệm thường kiến đoàn kiến thôi. Cho nên mà nói là Niết Bàn là hết tái sinh đó,
là đoạn kiến, mà nói niết bàn mà còn tái sinh là thường kiến. Nhưng mà không phải tái sinh theo cái nghĩa đó, mà tái sinh là tái sinh theo kiểu luân hồi sinh tử. Cho nên nếu mà cũng tách bạch ra được cái luân hồi sinh tử với là cái tái sinh khác nhau á, thì là vơ đùa cả nắm một cái là hiểu thật cái trời. Đó, đại khái là vậy. Bây giờ để thầy uống nước vô này. Uống vô là cái là tái sinh vô bộ tử này. Tái sinh vô đồng này rồi, bây giờ nó mới là máu nó mới đi vô, nó đi thành máu rồi. Rồi thành máu rồi, rồi một hồi á, rồi cái bốc hơi rồi. Đó, bốc hơi uống nữa. Uống nữa. Cái nó phải tái sinh hoài chứ không tái sinh chết sao? Tái sinh là vô cùng cần thiết trên trên tất cả sự tướng. Chuyện đó là chuyện của pháp. Chuyện đó, chuyện tái sinh là chuyện của pháp. Còn chuyện mà luân hồi sinh tử đó mới là chuyện của mình. Tức là mình đó là chấm dứt luân hồi sinh tử, chứ đừng có xen vào chuyện của pháp mà chấm dứt tái sinh. Đó. Có chút xíu đó mà thấy không ra là coi như là tiêu đời rồi.